Chiến dịch Bình Giã, nét độc đáo trong nghệ thuật tạo thế, khơi ngòi. Mr. hết kể chuyện lịch sử xin kính chào quý vị và các bạn. Chiến dịch Bình Giã là chiến dịch tiến công đầu tiên của Bộ đội chủ lực miền Đông Nam Bộ, góp phần vào việc chuyển hóa tương quan so sánh lực lượng trên chiến trường, tạo ra thế và lực mới để đánh bại chiến lược chiến tranh đặc biệt của Mỹ. Thắng lợi của chiến dịch Bình Giã không chỉ đánh dấu bước trưởng thành vượt bậc của quân chủ lực miền Nam mà còn góp phần phát triển nghệ thuật chiến dịch trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đầu năm 1964, trên chiến trường miền Nam, phong trào đấu tranh chính trị cùng với hoạt động quân sự của lực lượng vũ trang địa phương đã làm thất bại một bước quan trọng quốc sách ấp chiến lược của Mỹ và chính quyền Sài Gòn. Mâu thuẫn trong nội bộ chính quyền Sài Gòn càng thêm sâu sắc, kế hoạch Stanley Taylor phá sản hoàn toàn. Với bản chất hiếu chiến và ngoan cố, từ tháng 3 năm 1964, đế quốc Mỹ thực hiện kế hoạch mới, kế hoạch Johnson McNamara nhằm bình định miền Nam trong vòng 18 tháng hòng cứu vãn nguy cơ sụp đổ hoàn toàn chiến lược chiến tranh đặc biệt. Quán triệt tinh thần hội nghị lần thứ 9 của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Trung ương Cục Miền Nam, Quân ủy và Bộ Chỉ huy miền quyết định mở chiến dịch Đông Xuân 1964-1965 trên chiến trường miền Đông Nam Bộ, lấy Bình Giã làm điểm quyết chiến của chiến dịch. Chiến dịch Bình Giã diễn ra từ đêm 2 tháng 12 năm 1964 đến ngày 3 tháng 1 năm 1965, được chia thành hai đợt. Đợt 1, từ ngày 2 đến 17 tháng 12 năm 1964. Đợt 2. Từ 27 tháng 12 năm 1964 đến 3 tháng 1 năm 1965. Dạng sáng ngày 2 tháng 12 năm 1964, chiến dịch mở màn, bộ chỉ huy chiến dịch đã sử dụng đại đội 445 bộ đội địa phương tỉnh Bà Rịa đánh vào ấp chiến lược Bình Giá thực hiện mở đầu và khơi ngòi chiến dịch. Khi ấp Bình Giá bị tiến công, địch điều tiểu đoàn 38 biệt động quân đến ứng cứu và đã bị ta đánh thiệt hại nặng. Tuy nhiên, do ta sử dụng lực lượng khơi ngoài không phù hợp, nên không chiếm được toàn bộ ấp chiến lược bình giá. Khi địch phản kích, ta không trụ lại được, chưa tạo điều kiện cho lực lượng chủ yếu tiến công tiêu diệt địch ngoài công sự, trận đánh khơi ngoài không đạt yêu cầu đề ra, bộ đội ta phải chuyển ra ngoài khu vực bình giã. Đến ngày 7 tháng 12 năm 1964, ta sử dụng đại đội 445 được phối hợp một đại đội của Trung đoàn 761 tiến công ấp bình giã lần 2 và điều hai tiểu đoàn của trung đoàn 761 và 762 tiến công chi khu quân sự đất đỏ để kéo địch đến tiếp viện. Trong trận tiến công này ta tiêu diệt được một đại đội quân Việt Nam Cộng Hòa. Sáng ngày 9 tháng 12 năm 1964, do áp lực của ta ở Bình Giã, Đức Thạnh, đất đỏ, địch phải tổ chức cuộc hành quân Bình Tuy 33, dùng chi đoàn thiếp giáp số 3 giải tỏa dọc đường số 2 lên đến Bình Giã, Đức Thạnh. Khi đoàn xe cơ giới địch từ Đức Thạnh trở về, lọt vào trận địa phục kích của ta, toàn trung đoàn vận động xuất kích, thực hiện chặn đầu, khóa đuôi, chia cắt đội hình địch ra làm hai. Sau khoảng một giờ chiến đấu, ta làm chủ trận địa, tiêu diệt gọn chi đoàn thiết giáp số 3, gồm 14 chiếc M113, diệt trên 100 tên địch, có 9 cố vấn Mỹ, 5 sĩ quan quân đội Sài Gòn, thu nhiều vũ khí trang bị. Đây là lần đầu tiên ở chiến trường miền Đông, ta diệt gọn một chi đoàn thiết giáp địch đánh bại chiến thuật thiết sao vận của địch và bước đầu ta đã thành công trong việc điều viện binh của địch tới để tiêu diệt. Rút kinh nghiệm đợt 1, bước vào đợt 2, Bộ Chỉ huy Chiến dịch đã tập trung toàn bộ lực lượng trên khu vực Bình Giá, Đức Thạnh và đường số 2 đánh chiếm và trụ lại ấp chiến lược Bình Giá, dùng hỏa lực uy hiếp mạnh chi khu quân sự Đức Thạnh, buộc địch phải tiếp viện ứng cứu. Lực lượng còn lại của Trung đoàn 761 bố trí sẵn sàng vận động tiến công tiêu diệt quân địch đến tiếp viện bằng đường bộ hoặc đường không. Đêm ngày 27 tháng 12, ta tiến công và làm chủ ấp chiến lược Bình Giã. Ngày 28 tháng 12, địch điều tiểu đoàn 33 biệt động quân để cứu nguy cho ấp chiến lược Bình Giã. Do phán đoán đúng ý định của địch, ta đã bố trí lực lượng phòng không, hạ tại chỗ 12 máy bay lên thẳng. Địch không thể đổ quân xuống Đông Bắc Bình Giã mà buộc phải đổ quân xuống Đông Nam Bình Giã vào đúng trận địa phục kích của Trung đoàn 761. Khi tiểu đoàn 33 biệt động quân vừa đặt chân xuống đất liền bị hỏa lực của ta bắn chùm lên đội hình, các đơn vị đồng loạt xung phong diệt gần hết tiểu đoàn này. Ngày 30 tháng 12, Trung đoàn 761 đã bắn rơi máy bay lên thẳng trinh sát có cố vấn Mỹ. Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Chiến dịch nhận định và xác định phương án phục kích diệt địch khi địch đưa lực lượng đến tìm xác cố vấn Mỹ. Chiều ngày 31 tháng 12, khi địch lọt vào trận địa phục kích, bộ đội nhất loạt nổ súng nhanh chóng diệt gọn tiểu đoàn 4 lính thủy đánh bộ với gần 600 tên. Kết thúc thắng lợi trận then chốt thứ 3 của chiến dịch. Sau 7 ngày chiến đấu liên tục, ta giành thắng lợi lớn. Đến ngày 3 tháng 1 năm 1965, Bộ Chỉ huy Chiến dịch ra lệnh kết thúc chiến dịch tiến công Bình Giã. Thắng lợi của chiến dịch Bình Giã đã đánh dấu bước trưởng thành vượt bậc về chiến thuật, đặc biệt là nghệ thuật tạo thế, khơi ngòi để điều viện binh địch. Việc chọn điểm khơi ngòi vào ấp chiến lược Bình Giã là một quyết định sáng suốt của Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Chiến dịch, bởi vì ấp chiến lược Bình Giã là một vị trí có giá trị cả về quân sự và chính trị, là một mắt xích trong hệ thống phòng thủ phía Đông Sài Gòn ấp chiến lược bình giã được chính quyền sài gòn coi là ấp kiểu mẫu vì ở đây tập trung phần lớn là gia đình hậu phương của các lực lượng biệt động quân và thủy quân lục chiến của quân đội việt nam cộng hòa cùng phần đông giáo dân bị địch lợi dụng chống phá ta vì vậy khi ta đánh ấp bình giã địch sẽ phản ứng ngay bằng cả đường bộ và đường không mặt khác bộ chỉ huy chiến dịch chọn ấp chiến lược bình giã phù hợp với trình độ tác chiến của bộ đội chủ lực lúc đó nếu như chọn chi khu xuyên mộc làm điểm khơi ngòi của chiến dịch thì ta hoàn toàn bất lợi bởi vì ở đó địch xây dựng công sự vững chắc và trình độ đánh công kiên của bộ đội ta còn hạn chế nên khó chiếm được chi khu để kéo địch ra tiêu diệt thực tiễn diễn biến của chiến dịch đúng như nhận định và kế hoạch tác chiến của bộ chỉ huy chiến dịch khi ấp chiến lược bình giã bị tấn công địch đã vội vã điều quân đến ứng cứu trong thế bị động lúng túng ngược lại lực lượng ta chủ động chặn đầu khóa đuôi bao vây chia cắt đánh cả phía trước phía sau bên sườn đánh địch cả trên không mặt đất tiến tới tiêu diệt gọn từng bộ phận ngoài việc tập trung lực lượng tiến công trên hướng chủ yếu thi đảng ủy bộ chỉ huy chiến dịch đã phát động nhân dân nổi dậy giành quyền làm chủ giải phóng đất đai chiến dịch bình giã tuy nhỏ với quy mô liên trung đoàn nhưng có ý nghĩa lớn về chiến lược và nghệ thuật chiến dịch có nghệ thuật đặc trưng đó là nghệ thuật tạo thế khơi ngòi một cách đánh độc đáo và sáng tạo của quân chủ lực miền nam Thắng lợi của chiến dịch đã để lại những kinh nghiệm vô cùng quý báu cho chiến dịch sau này trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược. Trên đây là video được Mr.PT hết kể chuyển lịch sử truyền thể từ bài viết cùng tên của Hạc sĩ Vũ Bình Tuyển, Viện Lịch sử quân sự Việt Nam, đăng trên báo Quân đội Nhân dân ngày 22 tháng 11 năm 2014. Trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại!